Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh trung thu nhân dừa trứng muối. Bánh trung thu có vỏ ngoài thơm mềm, nhân dừa vừa giòn vừa béo, rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm bánh trung thu nhân dừa các bạn, nhân dừa trứng muối á, thì các bạn chuẩn bị cho mình đầu tiên là cái phần vỏ bánh. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 150g bột mì. Nếu mà các bạn không có bột mì thì các bạn dùng cho mình là bột bánh trung thu hoặc là bột mì đa dụng, bột mì số 11 đều được nha. Mình có đây là 150g bột mì. Ngoài bột mì ra thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 100g nước đường. Đây là nước đường bánh trung thu nướng nha các bạn, 100g ha. Rồi khoảng 10g bơ đậu phộng, 16ml dầu ăn, và khoảng một cái lòng đỏ trứng gà rưỡi ha, 1.5 cái lòng đỏ trứng gà. Còn nửa cái lòng đỏ còn lại thì mình sẽ dùng để mình phết lên mặt bánh. Đó là về cái phần vỏ bánh. Còn về cái phần nhân dừa thì mình sẽ chủ yếu là mình dùng cái phần dừa khô các bạn ha. Về các bạn nạo sợi ra, hoặc là các bạn có thể là nhờ người bán người ta nạo sợi giùm. Là mình mua một trái dừa khô á, mình nạo ra. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình là khoảng 50g hạt sen. Đây là mứt hạt sen nha, chứ không phải hạt sen tươi nha các bạn, mứt hạt sen ha. 50g, 4 quả trứng muối, khoảng 30 đến 40g sữa đặc, 25g bột nếp, 20g mè. Mè này là mè trắng mình chưa rang nha. Và khoảng 30g dừa sấy. Cái dừa sấy này các bạn hay thấy người ta ăn kèm với lại kem á các bạn ha. Ăn nó giòn giòn, béo béo và rất là ngon. Cái này thì các bạn mua trong siêu thị nha, người ta bán rất là nhiều luôn. 30g dừa sấy và 30g hạt dưa ha. Mình dùng thêm hạt dưa để ăn cho nó có độ nó giòn giòn, nó bùi bùi rất là ngon. Rồi bột ngũ vị hương thì mình dùng nó cỡ khoảng 1g thôi. Nước cốt dừa thì các bạn dùng nước cốt dừa lon hay là nước cốt dừa tươi gì cũng được nha. Mình dùng nó cỡ khoảng 200ml nước cốt dừa. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi làm cái phần vỏ bánh trước nha. Tại vì làm vỏ bánh thì mình sẽ cần thời gian ủ. Rồi mình sẽ cho vào đây là 100g nước đường. Bạn nào chưa xem cái video làm nước đường bánh trung thu thì để lại bình luận nha, mình sẽ gửi cho các bạn. Trung thu này là mình hướng dẫn cho các bạn làm rất là nhiều luôn. Nước đường nè, rồi mỡ đường, rượu mai quế lộ. Khi mà các bạn làm nhân thập cẩm thì không có nào thiếu được cái rượu mai quế lộ đâu. Rồi mình cho vào đây là cỡ khoảng một cái lòng đỏ trứng gà ha, một trứng đỏ nữa, làm cho thêm nửa cái nữa là một cái lòng đỏ rưỡi nha. Nửa cái còn lại thì mình sẽ dùng để mình phết lên mặt bánh. Dầu ăn thì mình sẽ cho là khoảng 15 đến 16ml dầu ăn. Rồi tiếp theo là bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng thì các bạn cho mình nó cỡ khoảng một muỗng cà phê thôi ha, muỗng cà phê cỡ như thế này thôi. Và sau cùng là bột ngũ vị hương, mình cho nó cỡ khoảng 0.5g nha các bạn. Ok ha, đây là mình có được cái phần chất lỏng. Các bạn khuấy đều hết. Cho nước đường, dầu ăn, lòng đỏ trứng và bột ngũ vị hương này nó hòa quyện lại với nhau. Rồi mình mới cho vào trong bột nha. Rồi mình sẽ cho toàn bộ cái phần nước đường vào đây. Các bạn trộn đều lên và mình tiến hành là mình nhồi ha. Mình nhồi nó cỡ khoảng 1 đến 2 phút là được nha các bạn. Sau khi mà nhồi xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ đi ủ bột nha. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào trong cái thau này. Rồi mình cho khói bột vào. Thì các bạn ủ cho mình nó tầm cỡ khoảng 1 tiếng là được nha các bạn. Trong quá trình mà mình ủ bột á thì mình sẽ bọc kín nó lại nha, để đừng để cho cái bột mình nó tiếp xúc với không khí thì nó sẽ bị khô. Đây ha các bạn ha, mình ủ 1 tiếng nha. Rồi bây giờ về cái phần dừa sợi nè các bạn, thì các bạn sẽ cho mình vào đây là 40g sữa đặc. Ok ha, mình sẽ trộn đều nó lên. Về cái nhân dừa này thì nó cũng tùy cái độ ngọt nữa. Ví dụ như mà các bạn muốn ăn nó ngọt ít á, thì các bạn dùng sữa đặc thôi. Còn nếu mà các bạn muốn mà nó ngọt nhiều thì các bạn dùng thêm đường nữa ha. Thì ví dụ như với công thức này thì các bạn có thể cho thêm vào đây nó khoảng từ 20 cho đến 30g đường. Nó tùy các bạn nha. Còn ví dụ như nếu mà mình ăn ít ngọt thì mình không cần phải cho đường nha, mình dùng sữa đặc thôi. Khoảng 40g. Trộn đều lên rồi các bạn để khoảng 30 phút nha các bạn, để cho dừa mình nó thấm cái phần sữa đặc vào á, nó thơm và nó béo hơn ha. Rồi bây giờ về cái bột nếp này nè các bạn, thì các bạn rang lên nha, rang nó cho nó chín lên. Nếu mà các bạn có bột bánh dẻo á, thì các bạn dùng trực tiếp cái bột bánh dẻo luôn. Tại vì bột bánh dẻo là người ta đã rang chín rồi, người ta làm chín rồi. Mình có thể là mình ăn trực tiếp, mình sử dụng trực tiếp luôn. Còn cái bột nếp này nó còn sống nha các bạn, nên bắt buộc là phải rang ha. Mình rang với lửa nhỏ thôi, tầm cỡ khoảng 10 phút là bột nếp nó sẽ chín nha. Thì cái bột nếp này nó sẽ có công dụng là nó tạo cái độ dẻo cho nhân, tạo cái độ kết dính cho nhân. Các bạn dùng khoảng 25g nha, 25g bột bánh dẻo. Khi mà các bạn rang một lúc á thì các bạn sẽ thấy cái chảo nó bốc khói lên luôn nha các bạn. Lúc này thì cái bột nếp nó mới chín được. Chứ còn nếu mà cái bột nếp nó không có chín á thì mình nướng nó không có chín được nha các bạn. Tại vì nó là bên trong nhân, mình không có nướng cho nó chín được đâu. Nên là bắt buộc cái bước này thì các bạn phải rang cho nó chín cho mình nha.
Rồi khi một bếp mình nó chín rồi đây, khi mà nó chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu nó hơi vàng vàng một chút ha. Rồi bây giờ mình sẽ tách trứng muối ra nha. Sau khi mà tách cái trứng muối ra rồi đó thì mình để riêng nó sang một bên ha, và các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là một cái chén, mình sẽ múc vào đây nó cỡ khoảng một vá rượu mai quế lộ nha các bạn. Rồi ha, các bạn sẽ cho toàn bộ cái phần trứng muối vào đây, nó sẽ giúp khử được cái mùi tanh của lòng đỏ trứng muối rất là hiệu quả luôn. Đây ha, các bạn cho trứng muối vào đây để mình hấp chín nha. Thời gian mình hấp cái trứng muối này nè các bạn, nó mất cỡ khoảng từ 15 cho đến 20 phút ha, tính từ lúc nước nguội ban đầu luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây là cái phần mè trắng, hạt dưa. Mình sẽ rang mè trắng với hạt dưa trước nha. Mình rang nó cỡ khoảng từ 2 đến 3 phút rồi sau đó mình mới cho cái phần dừa sấy vào nha các bạn, tại vì cái dừa này là người ta nó sấy khô rồi, mình rang lâu quá thì nó sẽ bị đen á. Mà mình cái hạt này thì mình phải rang trước để cho nó thơm và nó giòn ha. Nhiều bạn hay hỏi mình á, những cái loại hạt này thì mua ở đâu, thì thường là mình mua trong siêu thị hết á các bạn. Nó gồm có là ngày đóng gói, ngày sản xuất, hạn sử dụng rất là rõ ràng luôn ha, ăn cho nó an toàn. Còn các bạn biết chỗ nào ở ngoài chợ mà nó ok thì các bạn mua ha. Chứ nhiều khi mình mua trúng cái hạt cũ thì ăn nó hôi dầu lắm, nó không có ngon. Rồi lúc này các bạn sẽ cho mình cái phần dừa sấy vào đây ha, mình rang. Rang thêm có khoảng 2 đến 3 phút nữa là được nha. Khi mà dừa sấy nó giòn giòn lên là được á. Sau khi mà rang xong rồi đó các bạn, thì mình sẽ tắt bếp ha, mình để cho cái này nó nguội. Gồm có cái hạt dưa trong này nè, nó nguội ha. Lát nữa mình sẽ đi xay nhuyễn nó với lại hạt sen. Hạt sen này là mất hạt sen nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xay cái phần hạt sen trước nha. Mình xay cho nó nát ra làm 3, làm 4 là được nha các bạn. Đừng có xay cho nó nát vụn ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái phần hạt dưa nè, dưa với lại mè vào đây mình xay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 200ml nước cốt dừa. Các bạn sẽ nấu như cái nước cốt dừa của mình á, nó sôi lăn tăn lên nha. Đây ha, khi mà nước cốt dừa mình nó sôi lăn tăn lên như thế này rồi đó, mình sẽ cho hết cái phần dừa vào, dừa sợi vào ha. Bắt đầu là mình sên. Thì mình sẽ sên nó đâu đó nó cỡ khoảng từ 20-25 phút nha các bạn. Nhìn chung á, thì cái bánh trung thu mà nhân dừa này á, cái thời gian bảo quản của nó cũng không có được lâu ha. Nó cũng không, nó ví dụ như bánh trung thu mà thập cẩm bình thường á, thì các bạn để khoảng 5-7 ngày để bên ngoài ha. Còn cái bánh này thì các bạn để cho mình khoảng từ 4 ngày thôi rồi nó bắt đầu là không có để được nữa, nó sẽ bị hư. Nếu mà muốn để lâu thì các bạn phải cho nó vào trong ngăn mát của tủ lạnh nha. Tại vì cái nhân dừa này thường thì không có để được lâu. Nếu mà các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh thì các bạn có thể để được khoảng từ 2 đến 3 tuần. Khi mà mình sên nó được ở khoảng 20 phút rồi nè các bạn ha. Thì lúc này cái dừa mình nó cũng đã hơi mềm mềm rồi. Mình đừng có sên lâu quá ha. Sên lâu quá thì nó mềm, ăn quá ăn cũng không ngon. Nhân dừa thì nó phải còn sực sực á, ăn nó mới ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho toàn bộ cái phần hạt sen ha. Và hạt dưa nè, mứt dừa sấy và mè vào đây. Bạn đảo đều lên. Sau khi đảo đều lên xong rồi thì mình sẽ cho vào đây là cái phần bột bánh dẻo, bột nếp nha, bột nếp rang ha. Rồi trộn đều lên rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây là cái phần bột nếp rang nha. Khi mà cho thì mình sẽ chia ra làm 3-4 lần nha các bạn. Cho vào xong thì các bạn trộn đều lên rồi các bạn cho tiếp. Lúc này thì mình vẫn để lửa nhỏ nha. Rồi ha, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần bột nếp vào đây luôn. Các bạn trộn đều lên đến khi mà các bạn thấy có thể nhồi lại được thành vò viên á, thành một cái khối là được nha. Rồi bây giờ mình tắt lửa nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vò viên nhân nha các bạn. Một cái viên nhân như vậy á, cho cái bánh 150g thì các bạn có thể là mình chia ra. Ví dụ như nếu mà mình dùng 90g nhân thì mình dùng là 60g vỏ, hoặc là 85g nhân thì là khoảng 65g vỏ ha, nó tùy các bạn nha. Vỏ các bạn làm càng dày thì vỏ càng nhiều thì nó sẽ càng dày. Cho là 80 thôi 90 gram luôn đi ha, rồi có cả một cái trứng muối nữa là khoảng 90 gram nha. Hồi nãy có một cái trứng muối nó bị hư 10 gram nữa. Rồi ok ha. Mình sẽ bo tròn ha các bạn ha, rồi các bạn khoét một cái lỗ chính giữa là mình cho cái viên trứng muối vào. Đây cho viên trứng muối vào ha, túm lại. Đó, vậy là mình đã có được một cái viên nhân dừa 90g. Ok ha, như thế này.
Rồi mình sẽ cho nó lên một cái dĩa và các bạn dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc kín lại. Đừng để cho cái nhân mình nó tiếp xúc với không khí lâu quá nha các bạn, nó sẽ bị khô á. Rồi ha, mình làm tương tự cho những cái còn lại. Ok ha, khoảng 90g. Rồi. Ok ha, mình đã có được một cái viên nhân thứ hai. Còn ví dụ như bạn nào mà không thích ăn trứng muối hoặc là mình thích ăn chay, bánh trung thu chay á, thì mình không dùng trứng muối ha, mình dùng toàn là nhân dừa không, như thế này cũng vẫn được nha. Còn nếu như mà các bạn vỏ bánh các bạn không có dùng cái lòng đỏ trứng á, thì các bạn thay cho mình là khoảng 30g nước đường nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy khối bột này ra ha, và mình chia ra làm khoảng 4 đến 5 phần. Mỗi phần thì các bạn cân cho mình tối thiểu là 60g nha. Ví dụ như nếu mà các bạn muốn ăn cái bánh nó dày hơn thì mình cân là 65 hoặc là 70g. Ok ha, mình cân một viên như vậy là 60g nha các bạn. Thì ví dụ như nếu mà ở nhà các bạn không có cân á, thì các bạn cứ nhắm chừng ha, cũng không sao hết. Nó ra cái bánh thì nhiều khi là cái bánh to bánh nhỏ nó không đều thôi, chứ mình vẫn làm được nha. Còn mình cân thì mình làm ra cái bánh nó sẽ đều hơn. Bột quá thì bây giờ mình sẽ bóp cho nó tròn lại. Những cái phần bột nào chưa làm thì các bạn sẽ cho nó lại vào trong cái thau. Mình đừng có để nó bên ngoài nha các bạn, nó sẽ bị khô á. Ha, cho nó vào trong cái thau bột nè, bọc kín nó lại. Rồi, đậy kín nó lại ha. Bột này thì bây giờ mình sẽ vo cho nó tròn lại nha. Sau khi mà mình vo tròn xong rồi thì bây giờ mình sẽ ép dẹp ra rồi các bạn cán mỏng. Nếu mà bột mình nó hơi dính á thì các bạn rắc lên đây cho mình một ít cái bột áo ha. Bột áo thì mình sẽ sử dụng là bột mì luôn nha các bạn. Mình thoa cả lên cây cán bột và lên tay luôn ha, rồi mình cán ra. Đây ha, mình sẽ cho cái nhân vào, rồi các bạn lật ngược cái bánh lại. Mình sẽ túm cho bột mình nó kín lại nha các bạn nha. Trước khi mà mình đóng khuôn á các bạn, thì các bạn nhớ rắc cho mình ít bột áo lên nha, để cho cái bột mình nó không có bị dính. Và mình sẽ rắc bột áo vào trong khuôn luôn nha. Khuôn thì mình dùng khuôn lò xo. Rồi đổ bỏ cái phần bột áo này đi. Tiến hành là mình đóng bánh nha. Đây ha, mình đã có được một cái bánh trung thu 150g nhân dừa, hạt sen và trứng muối. Mình sẽ cho nó lên cái khay nha các bạn. Cho nó lên cái khay. Cho lên khay này để chuẩn bị lát nữa mình sẽ đi nướng nha. Nhưng mà mình làm xong hết một lần luôn rồi mình hãy đem đi nướng nha các bạn. Nhìn chung một cái bánh mà 60g vỏ như vậy các bạn, thì cái vỏ nó mỏng ha, chứ nó không có dày. Nên là nếu bạn nào thích ăn vỏ dày thì các bạn nhớ tăng cái lượng vỏ lên nha. Còn mình ở nhà làm thì mình hay ăn cái vỏ nó mỏng mỏng vậy á. Này ha, cho nhân vào. Rồi các bạn miết cái bột nè cho nó kín lại. Trường hợp nếu mà các bạn thấy cái khuôn mình nó dính bột á thì các bạn nhớ là mình phải rảy hết cái phần bột ra đi ha. Rồi mình hãy tiếp tục là mình đóng khuôn. Rồi đây là mình có được cái bánh trung thu 150g thứ hai nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho bánh vào trong lò nướng. Nướng nhiệt độ là 175 độ C, hai lửa quạt và thời gian là 15 phút nha các bạn. Rồi thì ở đây là mình có đây là nửa cái lòng đỏ trứng gà để mình quét lên mặt bánh nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là khoảng 20 đến 20ml sữa tươi. Và khoảng 5ml dầu ăn. Rồi các bạn khuấy đều ha. Lòng đỏ trứng thì nó sẽ giúp cái bánh của mình nó lên màu đẹp. Cái thứ hai nữa là cái sữa tươi á, nó sẽ giúp cho bánh các bạn nó có cái mùi thơm. Và dầu ăn nó sẽ tạo cái độ bóng. Cái này là chủ yếu là mình quét mặt bánh nên là mình làm nó cái lượng nó ít thôi ha các bạn ha, cỡ khoảng nửa cái lòng đỏ là nó vừa, chứ làm nhiều quá rồi dư các bạn cũng phải bỏ ha. Bánh trung thu sau khi mà mình nướng lần thứ nhất xong đó các bạn, thì mình sẽ lấy ra và mình xịt nước nha. Mình xịt nước như vậy để mình cung cấp cái độ ẩm cho bánh, bánh nó không có bị khô. Sau khi xịt nước xong thì mình sẽ để cho bánh nó nguội, bánh nguội hoàn toàn luôn ha, rồi mình mới quét cái hỗn hợp trứng và lòng đỏ lên. Sau khi mà bánh nguội rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ quét cái hỗn hợp trứng sữa lên nha. Quét cả bên hông và bên trên luôn. Sau đó thì mình sẽ cho bánh vào trong lò, mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 165 độ C, hai lửa quạt và thời gian là 10 phút. Khi mà mình nướng xong đó thì các bạn cũng lấy ra rồi mình cũng xịt nước ha, mình để bánh nguội rồi mình quét cái lòng đỏ trứng lên, mình làm tương tự như vậy.
Lần thứ ba thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 155 độ C. Cứ mỗi lần nướng các bạn giảm cho mình khoảng 10 độ nha. Mình nướng tầm có khoảng 3 lần là được. Bạn nào mà muốn bánh đẹp hơn nữa thì mình nướng 4 lần. Rồi bây giờ mình sẽ nướng bánh lần 2 nha. Lần 2 này nướng 10 phút thôi, 165 độ C. Đây ha, khi mà mình nướng lần 2 xong là mình cũng lấy bánh ra rồi mình cũng xịt nước nha. Ha, xịt nước xong thì mình chờ bánh nguội nha các bạn ha, nguội hoàn toàn luôn. Rồi mình cũng quét cái hỗn hợp trứng và lòng đỏ lên. Rồi đây là bánh trung thu sau khi mà mình đã nướng lần 3 nha các bạn. Sau khi mà nướng lần 3 rồi ấy, thì cái bánh mình nó sẽ lên cái màu vàng cỡ như thế này là được nha. Các bạn đừng có nướng cho nó vàng quá, tại vì vàng quá thì mình để sang ngày thứ 2, thứ 3 nó sẽ bị đen. Nên là khi mà nướng á, thì các bạn canh cái màu vàng nó tầm cỡ như thế này là nó vừa. Và đây là cái bánh trung thu nè, mình để được khoảng 2 ngày rồi, các bạn thấy không? Cái màu nó đã đậm hơn. Nên là nếu mà mình lỡ mà mình nướng mà nó quá nhiệt á các bạn, là để sang ngày thứ 2, thứ 3 nó bị đen nha. Rồi ha, đây là chiếc bánh trung thu mà sau khi mình đã để qua một đêm rồi thì các bạn thấy nè, lúc này cái bánh trung thu nó lên cái màu như thế này rồi nha. Nhưng mà nếu mà các bạn để sang ngày mai nữa, 2 ngày là bánh trung thu mình nó sẽ lên cái màu đẹp cực kỳ luôn nha các bạn. Nên là ban đầu khi mà nướng thì nhớ là đừng có nướng cho nó quá lửa nha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Đây ha, thì đây là những cái bánh trung thu nhân dừa trứng muối nha các bạn. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh trung thu nhân dừa trứng muối. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món bánh trung thu này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.